chào các anh ạ, à. Đến với video số 128 của kênh Đồ Câu Tô Tô Gia Ban nha. Hôm nay em vẫn lên cho mình một ít phụ kiện nha. Có lưỡi câu cá chim nè, lưỡi săn hàn ha. Cước thì sẽ có cước tải cá tầm khoảng là 22 kg nha, tới 35 kg luôn nha. À, phao thì em có phao xuyên tâm nha mấy anh. Cần thì sẽ có cần rút mini nè, carbon và phíp luôn cho mình ạ. À, cần rút chi trong, cần câu ngâm nha, câu lua và có hai cây cần ba khúc cuối clip rất là đẹp luôn nha mấy anh. À, độ ngọn lên tới 5.4 luôn ạ. À. À, em lên máy trước ạ. À. Con máy mã số 1 ha, em gửi đến với anh một con máy hàng nội địa Nhật nha. Con này thì nó đến từ hãng Daiwa nha, Spinter XT600X ạ, à. Hợp kim nguyên khối nha. Xây thực thì tầm khoảng là 500 thôi ạ, à. Rất là gọn nhẹ cho mình ha. Cầu cước số 2 là được 100m, à. Cước số 3 là 65m nha. Cõi là hợp kim này, mô bên sóng đến kêu lưỡi gà còn nhẹ nha, cần gạt ngược mà. Con lăn sáng trưng ha, gầm rất là, con máy rất là mini luôn nha. Đổi tay qua trái phải đều được, hoạt động máy đây ạ. À. Thường đa số mấy con máy này xây 1.000 nhưng mà nó tải khỏe tầm khoảng cỡ con máy 2-3.000, tải con máy carbon nha mấy anh. Con máy mã số 1 em bán với giá là 300k nha, 300k cho con máy này ạ, à, 300. Mã số 2 ạ, à, là một con máy đến từ hãng Olympic nha. Đây Olympic Zebra 3800 ạ. À. Xây thực của con máy này tầm khoảng là 1.000 ạ, à. Xây thực 1.000 nha. Con này nó có ratio là 4.56, trọng lượng là 230g nha. Đấy, 230g. Vào cước số 0.23 là được 170m, 0.28 là 115 và 0.33 là 80m nha. Hợp kim nguyên khối ạ. À. Mô bên sóng tiếng điêu lưỡi gà còn này, cần gạt mượt mà ha. Con lăn sáng luôn, đổi tay quay trái phải đều được, hoạt động máy. Máy hoạt động ok, đảo chiều chốt chặn đầy đủ cho mình hết luôn nha. Con máy mã số 2 em bán với giá là 230k cho con máy đến từ hãng Olympic này nha. Đấy. Mã số 3 là một con máy Fit MS chạy với 8 bạc đạn ạ. À. Máy rất là ok nha. Cầm rất là chắc ạ. À. Cối là hợp kim, thân là carbon cho mình luôn. Con máy này chuyên lua nha. Ratio 5.2 ạ. À. Vào cước 0.18 là được 150m, 0.2, 130 và 0.25 là 90m nha. Mô bin sóng này tiếng kêu lưỡi gà còn nha. Xây thực 2.000 nha mấy anh, cần gạt mực mà, con lăn sáng đổi tay qua trái phải đều được, hoạt động máy đây, máy hoạt động rất là ok nha, đảo chiều chốt chặn đầy đủ ạ. Con máy mã số 3 em bán với giá là 250k thôi ạ, 250k cho con máy này nha, chạy với 8 bạc đạn. Mã số 4 ạ, là một con máy Sacno 1 nha, con này là chỉ tay quay bên phải thôi nha, cái này là ren ngược nên là không có đổi tay quay qua bên trái được nha, anh nào thuận tay phải thì mua được ạ. À. Hàng nội địa Nhật nha, hợp kim nguyên khối, con máy này về ngoại hình nó đẹp lắm nha mấy anh, đây này, ngoại hình nó đẹp lắm nha. Con máy vào cước số 2 là được 180m, cước số 3 130 và cước số 4 là 100m ạ. À. Ratio là 5.2 ha, con này câu lua câu ngâm đều được hết luôn nha. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn, cần gạt mượt mà luôn ha. Con lăn sáng trưng luôn, đổi tay quay trái phải đều được, đặt hoạt động máy đây. Máy hoạt động ok này, đảo chiều chốt chặn đầy đủ cho mình luôn nha. Con máy mã số 4 em bán với giá là 350k. 350k cho con máy Diamond Sacco One, No One nè. Mã số 5 ạ. Số 5 là con máy đến từ hãng Ryobi RX100 nha, xây thực thì tầm khoảng là 1.000 ạ. À. Vào cước số 0.2 là được 250m, 0.25 150 và 0.3 là 100m nhé. Xây thực 1.000, à, cối là carbon, thân là hợp kim cho mình nha, ratio là 4.75 ạ. À. Đây cối carbon. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn, cần gạt mượt mà, con lăn còn sáng trưng luôn nha, con lăn xứ kháng mặn cho mình luôn ạ. À. Hoạt động máy. Máy hoạt động rất là ok ạ, à. Đảo chiều chốt chặn đầy đủ nha. Con máy mã số 5 em bán với giá là 250k nha, mã 5 250. Mã 6 ạ. À. Mã 6 nha, là một con máy đến từ hãng Ryobi, hợp kim nguyên khối ạ, à. Vào cước số 2 là được 200m, cước số 3 140 và cước số 4 là 90m, xây thực là 1.000 thôi. Ratio là 4.75, máy chạy với 3 bạc đạn luôn nha mấy anh. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà con này, cần gạt ngược mà, con lăn còn sáng trưng luôn ha, đổi tay quay trái phải vừa được, hoạt động máy đây. Tay quay dạng cán gỗ rất là ok nha, con máy này chạy rất là mượt nha, chạy nhẹ lắm luôn ạ. À. Chốt chặn nha, tiếng nghe khi kéo cá này rất là ok nha. Con máy mã số 6 em bán với giá là 320k, 320k cho con máy này nha.
Mã số 7 là một con máy xay thực thì tầm khoảng là 4 cho tới 5 ngàn nha mấy anh. Con máy này đến từ hãng Shimano ạ. À. Cái tem ngay chỗ này nó bị bay mất tiêu rồi nha mấy anh. Nó chắc là do người ta dán vào rồi bây giờ nó chóc keo rồi người ta gỡ ra luôn nha. Về ngoại hình tổng thể còn tầm khoảng là 75% nha mấy anh. Đấy. Do là cói hợp kim nên nó hay bị trầy xước ha. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ. À. Còn gạt này có gì em chai dầu vào cho nó mượt lại nha. Đấy con lăn còn sáng này, đổi tay quay trái phải đều được, hàng nội địa Nhật luôn ạ. À. Máy hoạt động ok này, chốt chặn. Đảo chiều, một chiều có tiếng kêu, hai chiều tắt tiếng kêu cho mình luôn nha. Con máy mã số 7 em bán với giá là 260k, mã 7260. Mã 8 ạ. À. Mã 8 là một con máy đến từ hãng Olympic nha, máy chạy với bạc đạn luôn, xây thực tầm khoảng 4 cho tới 5 ngàn ạ. À. Con này hợp kim nguyên khói nha, mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà con này, cần gạt. Đấy, con lăn ha, con này là do cái ngoại hình của nó là hơi cũ rồi nha mấy anh. Em thấy hình như là họ sơn lại hay gì nè. Đấy. Mặt còn máy đây. Máy hoạt động rất là ok nha. Đảo chiều chốt chặn đầy đủ ha. Anh nào mà không quan trọng ngoại hình thì rước em này về nha. Tại vì cái hoạt động của nó còn rất là ok ạ. À. Chạy rất là mượt ha. Con máy mã số 8 em bán với giá là 260k. Mã 8260. Máy mã số 9 ạ. À. Con máy này xây thực 5 ngàn nha mấy anh. Hợp kim nguyên khối đến từ hãng Daiwa. Con này thì vào cước số 5 là chắc được 150m á. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà con này, cần gạt mượt mà. Con lăn sáng trưng luôn ạ. À. Đổi tay quay trái phải đều được nhé. Đấy, máy hoạt động ok nè. Mấy con máy này thì nồi đồng cói đá ha, siêu bền tải siêu khỏe cho mình luôn ạ. À. Con máy mã số 9 em bán với giá là 319k nha mấy anh. 319k cho con máy này nhé. Cái cói rất là dày ạ. À. Con máy mã số 10 ạ, à, đến từ hãng Olympic nha, Snuta 120 nha. Con này xây thực thì tầm khoảng là 4 ngàn ạ, à. Cõi là hợp kim nè, con này hợp kim nguyên khối luôn mấy anh ơi. Đấy, đến từ xuất xứ Japan nha mấy anh, xuất xứ Japan. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà con này, cần gạt ok ha, con lăn sáng, đổi tay quay trái phải đều được, hoạt động máy đây. Máy chạy nghe tiếng e, xe kéo cá rất là ok nha, đảo chiều ha. Con máy mã số 10 ạ, à, em bán với giá là 200k thôi ạ. À. 200k cho con máy hợp kim này nhé. 200. Mã 11 là một con máy đến từ hãng nha. Con này là Olympic nha mấy anh. Olympic ạ. À. Ngoại hình tổng thể coi con tầm khoảng là 75% nhé. Máy chạy với bạc đạn luôn ạ. À. Xây thực thì tầm khoảng là 6 cho tới 7 ngàn nha. Còn cước số 5 là được 330m, cước số 6 là 265 nha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà con này, cần gạt đây ha. Con lăn đổi tay quay trái phải đều được ạ. À. Hoạt động máy đây, máy hoạt động ok nha. Đảo chiều chốt chặn đầy đủ cho mình luôn ha. Tiếng e khi kéo cá này, con này quá ok ạ. À. Ngoại hình hơi xấu thôi đó, nhưng mà chất lượng hoạt động vẫn còn tốt nha. Con máy mã số 11 em bán với giá là 300k nha. 300k cho con máy này ạ. À. Mã số 12 ạ, à, là một con máy đến từ hãng TOB nha. Con này xây thực tầm khoảng 8 ngàn nha mấy anh. 8 ngàn ạ. À. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn này, radio 4.3 nha. Cầu cước số 7 là được 270m, cước số 8 230 và cước số 10 là 180 ạ. À. Hợp kim nguyên khối luôn nhé. Còn gạt mượt mà luôn nè, rất là mượt luôn nha. Con lăn sáng trưng luôn, đổi tay quay trái phải đều được, hàng nội địa Nhật luôn ạ. À. Máy hoạt động rất là ok nha. Con này gần như mới luôn nha mấy anh. Gần như hoàn hảo luôn ạ. À. Máy hoạt động rất là đã. Con máy mã số 12 ạ. À. Em bán với giá là 580k, mã 12580 nha. Máy mã số 13, một con máy đến từ hãng Ryobi nha mấy anh. Con này thì nó bị mất hai cái tem hai bên rồi nha. Nhưng mà cái ngoại hình của nó, cái màu nước sơn vẫn còn đẹp nha. Xây thực thì tầm khoảng là 7 ngàn ạ. À. Hợp kim nguyên khói nha. Cầu cước 0.35 là được 260m, 0.4 là 201 và 0.45 là 160m nha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn này. Cần gạt mượt mà luôn ha. Con này thì radio 4.4 ạ. À. Đấy, hoạt động máy luôn ạ. À. Máy hoạt động rất là ok nha. Nó do nó bị mất hai cái tem thôi, những cái khác thì nó rất là ok ạ. À. Con máy mã số 13 em bán với giá là 330k thôi ạ. À. 330k cho con máy này nhé. Qua phụ kiện luôn nha mấy anh. Phụ kiện mã số 1 là em có lưỡi câu cá chim nha, chống cắn cướp cho mình luôn ạ. À. Nó rất là nhạnh nè, nó có rất là nhọn luôn ha. Rất là chắc chắn luôn ạ. À. Một combo như này gồm 6 gói nha, một gói thì tầm khoảng là 15 lưỡi ạ. À. Tầm khoảng 15 lưỡi cho mình nha. Đấy, một gói là 15 lưỡi.
một combo 6 gói. Đây là lưỡi câu cá chim cá cha nha mấy anh. Đấy. Combo mã số 1 em bán với giá là 100k, mã số 1 100k nha. Mã số 2 thì gửi đến mấy anh là lưỡi câu cá biển nha, đánh biển săn hàng ha, đánh bắt cá lớn cho mình nha. Đấy, câu xong mà cá lớn rất là ok ạ. Lưỡi PVLC ạ. Đấy. Gồm có lưỡi số 10, số 11 và số 12 nha. Lưỡi số 10 thì một hộp như này là tầm khoảng 40 lưỡi nha. Số 11 và số 12 thì mỗi hộp tầm khoảng 30 lưỡi nha. Một combo như này tầm khoảng là hơn 300 lưỡi nha mấy anh, rất là nhiều ạ. Mã số 10 thì cái lưỡi câu tầm khoảng là 3 ô rưỡi tập nha. 11 thì là 4 ô và 12 là 4 ô rưỡi tập ạ. Combo mã số 2 em bán với giá là 100k luôn ạ. Một combo 10 hộp lưỡi như này nhá, tầm khoảng hơn 300 lưỡi ạ. Rất là nhiều luôn nha, mua như vậy rất là ngợi ạ. Mã số 2 100k. Mã số 3 thì gửi đến với anh là một cái combo thẻo câu cá biển nha. Nó có gắn lông kim tuyến lên cho mình luôn ạ. Đấy, gắn lông kim tuyến lên ha, rất là nhạy cá nha. Rồi nhìn rất là đẹp nè. Đấy, hấp dẫn cá nha mấy anh. Đấy. Một combo như này gồm có 10 dĩ nha. Đấy, một dĩ là 5 lưỡi. 4 5 6 7 8 9 10 ạ. Đấy. Combo mã số 3 em bán với giá là 100k luôn ạ. Mã số 3 100k nhé. Đến với mã số 4 ạ. Mã số 4 thì em có một cái phao xuyên tâm nha mấy anh. Đấy. Hai cái nha. Một combo hai cái như này nha, em bán với giá là 119k. Đây. Giá thị trường bán rất là đắt nha mấy anh. Đấy, tới 1000 yên một cái lận á. Combo hai cái như này thì em bán với giá là 119k thôi ạ. Phao xuyên tâm nha mấy anh. Cái này rất là xịn ha. Đây, combo mã số 4 119k, hai cái phao xuyên tâm. Mã số 5 ạ. Số 5 thì gửi đến mấy anh là cước Mỹ nha. Nó có xuất xứ rõ ràng hết luôn nha mấy anh. Đấy, cái cuộn cước nó như này, màu đỏ đây. Đấy, màu đỏ nâu nha. Cước này là cước số 0.45mm nha. Tải cá tầm khoảng là 22kg ạ. Một cuộn như này là 130 nha. Em ghép combo 2 cuộn là 260m nha. Em bán với giá là 130 thôi ạ. 130k nha. Mã số 5 130k nha. Combo 2 cuộn 260m nha. Mã số 6 ạ. Số 6 thì gửi đến với anh là cước nhà tim đai qua nha. 0.6mm là tải cá tầm khoảng 35kg ha. Một combo như này là gồm 3 cuộn nha. Mỗi cuộn là 100m nha. Mà cái này là 3 cuộn nó nối liền với nhau luôn nha. Nối liền 300m với nhau luôn nha. Không có cắt rời ra đâu ạ. Combo mã số 6 em bán với giá là 100k cho mình chơi tham khảo cái cuộn cước này nha. 100k. Rồi em qua cần nha mấy anh. Hết phụ kiện và máy rồi, qua cần đây nhé. Cây cần mã số 1 gửi đến mấy anh một cây cần câu tôm câu cảm giác nha. Đấy, mình đi quán ăn gia đình mà nó có cái hồ câu mini đó, cho mình đem theo rất là gọn gàng nha. Mình bỏ ba lô túi sách hay cốp xe hay đều được nha mấy anh, rất là gọn gàng ạ. Phôi carbon cho mình nha. Bát là bát Fuji, bát này là bát hãng nha mấy anh, bát hãng. Cây này nó có trọng lượng là 47g thôi ạ. Ngọn là 0.8 ly nha, 0.8 ly ạ. Đấy, thu gọn thì tầm khoảng là 32 cm thôi ạ. Đây, vàng khoen còn đẹp hết nha, vàng khoen còn đẹp hết cho mình luôn nè. Em ra cần nhé. Cây này thì nó chiều dài của nó chỉ có 1m thôi nha, chiều dài 1m ạ. Cây này chiều dài 1m, đến từ hãng Dromarine nha. Rất là đẹp, cái phôi carbon này rất là đẹp ạ. Bát cũng đẹp luôn ha. Đấy, rất là gọn gàng. Ngọn là ngọn sợi thủy tinh cho mình luôn nè, đầu mu còn rất là ok nha. Đấy, phôi cái lóng bên đây là phôi carbon sẵn cho mình ạ. Một cây cần câu tôm cảm giác gọn nhẹ cho mình luôn nha, rất là gọn luôn ạ. Đấy, cây cần mã số 1 em bán với giá là 290k thôi ạ. 290k cho cây cần có cái ngọn 0.8 ly nha, chiều dài là 1m nè. Đấy, ngọn sợi thủy tinh luôn, câu cảm giác cho mình nha, rất là gọn gàng. Đến với cây cần mã số 2 gửi đến mấy anh một cây cần có nắp, con túi nắp, con nắp chụp đầy đủ cho mình luôn nha. Cây cần này thì nó có cái khoen Fuji loại xứ xám nha, bát là bát Fuji cho mình luôn nhé. Đấy, nhìn rất là đẹp nha. Thu gọn thì tầm khoảng là 45cm nhé, 45cm ạ. Trọng lượng 116g, ngọn là 1.5 ly nhé. Độ cứng là 20, chiều dài là 1m8 ạ, 1m8 nha. Vàng khoen loại xứ, vàng khoen Fuji loại xứ xám cho mình nha. Đấy, phôi carbon xoắn luôn này, rất là đẹp nha. Cái này độ mới cao không lỗi lầm luôn ạ, độ mới cao không lỗi lầm. Cây cần mã số 2 chiều dài 1m8, độ cứng 20, em bán với giá là 850k nha. 850k, phôi carbon cao cấp cho mình luôn nha. 850 ạ. Cây cần mã số 3 có một cây cần chiều dài 1m65, phôi fit nha mấy anh, tay cầm cán mút êm ái cho mình luôn nè.
Cây này thì nó có trọng lượng là 15g nha mấy anh, ngọn là 1.6 ly ạ. Vàng khoen loại sứ phá quang cho mình luôn nha. Ngọn 1.6 ly đây ạ. Đấy. Mấy cây này độ cứng tầm khoảng là 15 nha. Mình câu lua nè, câu bè ha, câu ngâm ha, câu ngâm nhẹ đều được nha. Đấy, phôi clip ạ. Cây cần mã số 3 em bán với giá là 160k thôi ạ. 160k cho cây cần này nhé. Chiều dài là 1m65 ạ. Tập câu, câu giải trí ha, câu ao mương gần nhà đều cũng được, đều được nha, rất là gọn gàng cho mình ha. Đến với cây cần mã số 4, chiều dài của nó là, để mình xem cây này chiều dài bao nhiêu đây ạ. 65 nha. Cây này nó thu gọn 41 cm nha, ngọn là 1.6 ly à, trọng lượng là 91g nha. Vàng khoen còn đẹp hết nè, chưa có bị rỉ gì hết đâu nha mấy anh. Đấy. Đây. Phôi còn đẹp hết nha. Đấy, mấy cây cần hôm nay em sale giá rẻ cho mình ha. Cây cần mã số 4, chiều dài 1m65, độ cứng tầm khoảng là 15 mà em bán với giá là 150k cho cây cần này nhá, 150 ạ, 150 nhá. Mã số 5 ạ, là một cây cần có cái phôi màu đỏ nha. Cây này nó có trọng lượng là 90 cm nha, thu gọn là 42 cm ạ. Trọng lượng là 90g ạ. Thu gọn 42 cm, ngọn là 2.4 ly. Chiều dài của cây cần này cũng là 1m65 luôn nha mấy anh. Vàng khoen còn sáng trưng luôn đây nè. Đấy, rất là đẹp cho mình luôn ha. Đấy, vàng cái phôi cũng còn rất là ok nha. Rất đẹp nè. Cây cần mã số 5 ạ, mã số 5 nhé. Em bán với giá là 150k luôn ạ. 150k cho cây cần này luôn nhé. Mã số 6. Cây cần này nó có chiều dài là 1m8 ạ. Đấy, vàng khoen cũng còn sáng trưng hết cho mình luôn nha. Đấy. Cái bát đây, bát kim loại rất là chắc chắn ha. Cây cần này nó có cái ngọn là 2 ly ạ, trọng lượng là 124g, thu gọn là 45 cm nhé. Thu gọn 45 cm, gọn gàng cho mình luôn. Em ra cần luôn nha mấy anh. Vàng khoen còn rất là đẹp nha. Đây này. Em ra cần luôn nhé. Độ cứng là tầm khoảng 15-20 luôn nha mấy anh. Cây cần mã số 6 em bán với giá là 170k, chiều dài là 1m8 nha. 170k cho cây cần mã số 6 ạ. Mã số 7 là một cây cần có chiều dài là 2m4 nha. Đây, 2m4 nè. Cứng là tầm khoảng 20 nha. Vàng khoen thì nó hơi bị rỉ nhẹ nha mấy anh. Đấy, nhưng mà cũng còn đẹp ạ. À. Cây này nó có trọng lượng là 174g, ngọn là 2 ly nha. À, cái thu gọn của nó là 50 cm ạ. À. Em ra cần luôn nhé. Đây này. Cần còn rất là đẹp nha. Hôm nay cần rút cái phôi nào cũng đẹp ạ. À. Độ mới cũng còn ok. Đấy. Cây cần mã số 7 em bán với giá là 170k cho cây cần này nhé, 170 ạ. Đấy. Mã số 6 ạ. Mã số 7 2467 là 170 nha. Mã số 8 gửi đến mấy anh một cây cần đến từ hãng Daiwa. Phôi là phôi carbon cho mình luôn nhé, rất là đẹp nè. Cái gốc đây, nó có cái sợi dây buộc dây bảo hộ đây luôn nhé. Bát là bát Fuji cho mình luôn nha. Cái phôi này rất đẹp ạ. Để em xem cây này chiều dài bao nhiêu. Chiều dài là 3m9, độ cứng là 20 nha mấy anh. Chiều dài 3m9, độ cứng 20. Đấy. Vàng khoen loại sứ phát quang, vàng khoen Fuji loại sứ phát quang cho mình luôn nhé. Cái vàng khoen này rất là đẹp ạ. À. Rất là đẹp nha, còn sáng trưng hết luôn ạ. À. Cây này độ mới còn tầm khoảng là 85% nha, rất là đẹp. Trọng lượng của cây cần này là 380g nha, ngọn là 1.8 ly ạ. À. Phôi carbon sắn cho mình luôn nha. Cái phôi còn rất là đẹp luôn này. Quá đẹp cho cây cần này ạ. Phôi quá đẹp, vàng khoen cũng đẹp luôn. 3m9 luôn ạ. Lâu lắm mới có một cây như này nha. Độ cứng 20, chiều dài 3m9 ạ. Em bán với giá là 750k cho cây cần này nhé. 750 ạ. Cây cần đến từ hãng Daiwa nha mấy anh. 750k cho cây cần này ạ.
thu gọn thì tầm khoảng là 65 hoặc là 70 cm nha. Đấy. Mã số 9 ạ. Mã số 9 gửi đến với anh một cây cần có chiều dài là 2m65 nha. 2m65 ạ. Đấy, cây cần này là cây cần rút chi trong đến từ hãng TOV nha. Cây cần này ngoại hình tổng thể còn tầm khoảng là 70% ạ. Đấy, cái bề ngoài của nó hơi cũ nha mấy anh. Trầy xước nha. Cây này nó có chiều dài là 2m55 ạ. 2m55 nhé. Trọng lượng là 238g ạ. Ngọn là 2.3 ly nha mấy anh. Cái đầu sứ cũng còn rất là đẹp cho mình nè. Em ra cần luôn nhé. Ngọn là 2.3 ly. Ở ngoài chắc là do họ không có giữ kỹ nên nó bị trầy xước nha. Cái lóng bên trong thì cũng còn rất là ok nè. Phôi carbon xoắn cho mình luôn nhé. Một cây cần rút dây trong, chiều dài 2m55 mà em bán với giá là 280k cho cây cần này thôi nhé. Hôm nay xả sale cần rút đi trong luôn nha mấy anh. 280k cho cây cần này ạ. Mã số 10 ạ, cũng là một cây cần rút dây trong, chiều dài 2m7, độ cứng là 50, đến từ hãng TOV luôn nha mấy anh. Cây này độ mới nó còn ok nha. Đây nè. Cây này độ mới còn ok. Bát là bát Fuji cho mình luôn nhé. Trọng lượng là 251g ạ, ngọn là 2.6 nha, ngọn 2.6. Tem vàng còn đầy đủ hết cho mình luôn nha, đầu bu còn đẹp luôn ạ. Đó. Em ra cần luôn nhé. Ngọn là 2.6 ly ạ. Cây này ngọn to ha. Cây này cái phôi còn đẹp nha mấy anh, cái phôi cần còn đẹp nè, màu nước sơn còn đẹp quá ạ. Cái cần mã số 10, một cây chiều dài 2m7, độ cứng 50, em bán với giá là 290k nha mấy anh. 290k cho cây cần này nhé, 290 ạ. Mã số 11 ạ, là một cây cần cũng là chiều dài, độ cứng là 50 mà chiều dài là 3m6, cũng đến từ hãng GOB luôn nha. Cây này độ mới cũng cầm tầm khoảng là 75% nhé, có một vài vết trầy xước theo thời gian nè. Đấy. Cái phôi của nó vẻ ngoài nó hơi cũ nha mấy anh, tem nhưng mà tem còn đầy đủ hết cho mình nha. Trọng lượng là 338g, ngọn là 2.7 ly ạ, 2.7 ly nhé. Đầu bu đây ạ. Đấy, đầu bu còn rất đẹp nha. Em ra cần luôn nhé. Cái phôi còn ok, màu nước sơn còn đẹp cho mình luôn ạ. Chiều dài là 3m6 ạ. Cây cần mã số 11 ạ, em bán với giá là 290k luôn nha mấy anh, 290k cho cây cần này luôn nhé. 290 cho cây cần chiều dài là 3m6, độ cứng 50 nha. Đến với cây cần mã số 12, là một cây cần đến từ hãng nha. Cây này đến từ hãng nào đây? Đến từ hãng Daiwa nha mấy anh. Đấy. Misaki ạ. Chiều dài là 3m1, độ cứng là 30 nha. Cái cây cần này em báo luôn nhé, do nó bị bung chuyển như chỗ này nha. Anh nào lấy thì em vẫn chỉ quay keo lại cho mình nhé. Đấy. Cái cần này nó có trọng lượng là 233g, ngọn là 2.3 ly nhé. Ngọn 2.3 ly. Tổng thể cây cần đây ạ. Đấy. Sứ còn đẹp hết cho mình luôn nha mấy anh. Tem vàng còn đầy đủ ạ. Đến từ hãng Daiwa nha mấy anh, cây này chính hãng Daiwa, hàng Korea xuất Nhật ạ. Đây, Korea xuất Nhật nha, không phải hàng Korea xuất Nhật ạ. Em ra cần luôn nhé. Cái cần này nó có ngọn là 2.3 ly. Cái đầu bu sứ còn rất là ok nha, phôi carbon xoắn cho mình luôn ạ. Cái cần mã số 13 em bán với giá là 390k giá sale nha mấy anh, do cái có một cái khoen nó bị bung chỉ nha. 390k cho cây cần này nhé. 390 ạ. Đến từ hãng Daiwa, chính hãng Daiwa, mã số 13. Mã số 14 gửi đến mấy anh một cây cần vừa câu ngâm lua và lăn xê được luôn nha, chiều dài là 1m8 ạ. Độ cứng là 70 cho tới 100 nha. Đấy. Một cây cần châu Phi chiều dài 1m8 ạ. Phôi là phôi carbon nha mấy anh, ngọn là 3.4 ly, trọng lượng là
200 ngọn Bali 2 nha, trọng lượng là 205g ạ. Giang khoen loại sứ phát quang cho mình luôn nha, rất là ok ạ. Cây cần này cầm rất là chắc tay nha, anh nào mà tập câu câu giải trí đó mua cái giá này là hợp lý nha. Cái bát rất là đẹp và tay cầm cán mút luôn nè. Cây cần mã số 14 mà em bán với giá là 160k, chiều dài 1m8 nha mấy anh, độ cứng 50-80, tải mồi 70-100g ạ. Mã số 15 là một cây cần trophy luôn nhưng mà là chiều dài 2m1 nha, màu cam ôm re, màu xanh dương rất là đẹp nha. Tải mồi từ 70-100g ạ. Mình tải độ cứng là tầm khoảng là 50-80 luôn nha. Ngọn là 3 ly 4 nha, trọng lượng là 237g ạ. Giang khoen loại sứ phát quang cho mình luôn nha, rất là đẹp ạ. Tay cầm cán mút này, bát này. Đó. Cây cần mã số 16 và em bán với giá là 190k, chiều dài 2m1 nha mấy anh, 190k. Mã 17 nha mấy anh. Mã 17 là một cây cần chuyên ngâm. Thiết kế dạng khoen nòng súng này, đó, chịu lực tốt nha. Ngọn của nó là 3 ly 6 nha, trọng lượng là 196g, phôi carbon xoắn cho mình nha. Giàn khoen loại sứ đẹp keng hết nha. Độ mới cao không lỗi lầm, một cây wind ra rầm, chiều dài là 2m1, độ cứng là 60-100 nha. Sử dụng dây PE từ dây số 3 tới dây số 6 vẫn ok ạ. Cái bát đây ha, cái cần này nó đẹp từ gốc cho tới ngọn luôn nha mấy anh. Cái phôi cần rất là ok, mình đánh cá tra xong vẫn được luôn nha. Cái cần mã số 17 em bán với giá là 350k, chiều dài 2m1 ạ. Chiều dài 2m1 nha, 350k cho cây cần này nhé. Mã số 18 là một cây cần lô khoen Fuji Sigon luôn nha mấy anh. Đấy, khoen Fuji Sigon nha. Cái ngọn là 2 ly 3 nha, trọng lượng là 189g, phôi carbon xoắn ít 2 da nha. Cây cần này rất là đẹp ạ. Cái quan trọng một cái nữa, cây cần này là hàng Lý Mịt Tiệt nha mấy anh. Đấy, Yamaha Blend nha, Made in Japan cho mình luôn ạ. Đấy, độ cứng là MH nha, chiều dài là 2m4 ạ. Phôi carbon nha, tải mồi từ 30-60g, mình tải nháy thật mình lua luôn cũng được ạ. Sử dụng dây PE từ dây số 1 tới dây số 3 vẫn ok nha. Đây này, cái bát nó có gắn chữ Yamaha rất là đẹp nha. Phôi carbon rất là đẹp ạ, độ mới cao không lỗi lầm luôn nhé. Cái khoen này, khoen nào cũng là còn sáng trưng hết luôn nha. Cái cần mã số 18 ạ, chiều dài 2m4, độ cứng MH, hàng nội địa Nhật, em bán với giá là 1.250k cho cây cần này nhé. 1.250 ạ, phôi rất là đẹp nha. Mã 19 ạ, là một cây cần Wunderbosen nha, đấy, đến từ hãng Triobi ạ. Cây này nó có chiều dài là 2m1, độ cứng là 30 nha mấy anh. Phôi là phôi carbon cho mình luôn ạ. Trọng lượng là 266g, ngọn là 2 ly 2 nha. Cái bát còn rất là đẹp ạ. Phôi carbon cho mình luôn nè. Chính hãng Ryobi nha. Độ cứng 30, chiều dài là 2m1 ạ. Giàn khoen bát hãng hết nha. Nhưng mà loại sứ còn ok hết luôn ạ. Đấy. Cây cần mã số 19 em bán với giá là 690k cho cây cần này nhé. 690 ạ, một cây cần câu ngâm, lăn xê đều được hết luôn nha mấy anh. Con chim chép ha. Mã số 20 là một cây cần có chiều dài là, để em xem nè, 2m1 luôn ạ. 2m1 nha, cây này là cây săn hàng nha mấy anh. Thiết kế chân quỳ nè. Đấy, rất là to ha, chịu lực tốt luôn nha. Loại sứ bo tròn, chống xoắn dây và chống ngoài mòn dây cho mình luôn nha. Khoen là khoen loại sứ xích nha mấy anh. Cái ngọn của nó là 3 ly 2 nha, ngọn to, trọng lượng là 400g lận ạ. Phôi carbon xoắn cho mình luôn nha, xoắn toàn thân luôn ạ. Đây, rất là đẹp ha. Bát là bát Fuji cho mình luôn nè, chiều dài 2m1. Tải cá săn hàng nữa. Tải cá lớn nha, săn hàng rất là ok nha, đánh biển, đánh sông rồi ok hết luôn ạ. Đấy. Nhà khoen rất là uy tín nha mấy anh. Cây cần mã số 20 ạ, em bán với giá là 1.150k nha, 1.150 ạ. Đấy. Đến với cây cần mã số 20 nha mấy anh. Em gửi đến mấy anh một cây cần có chiều dài là 3m9 nha, đến từ hãng cây này, để em xem nó đến từ hãng nào nhé. NFT ạ. Đây NFT nha. Một cây cần 3 khúc, nó có cái ngọn là tới 5 ly 4 lận nha mấy anh. Hôm trước anh nào có hỏi em ngọn to ha, hôm nay về được một cây nè. Em không nhớ anh nào để inbox cho em nha. Gặp được em thì inbox cho em nhé. Đấy.
Vàng khoen loại sứ bo tròn nha, chống xoắn dây và chống mài mòn dây cho mình nha. Độ mới rất là cao nha mấy anh, cầm rất là chắc tay ạ. Cái bát đây ạ, cây này còn mới ken luôn nha mấy anh. Trọng lượng là 842g, ngọn là 5 ly 4 nha. Trọng lượng là 842g, ngọn là 5 ly 4. Đẹp từ gốc cho tới ngọn luôn ạ. Đấy. Cái cân mã số 20, chiều dài là 3m9 ạ. Em bán với giá là 600k nha mấy anh. Cây này 600 ạ. Đấy. Cái ngọn 5 ly 4 rất là đẹp nha. Cái phôi này độ mới còn cao, tầm khoảng hơn 90% ạ. Cầm rất là đã tay. Mã số 20 600k. Mã số 21 là một cây có chiều dài 4m2 nha. Cây này đến từ hãng Olympic nha mấy anh. Cái phôi cũng còn mới nha. Vàng khoen loại sứ phát quang cho mình luôn nhé. Trọng lượng là 800g, ngọn là 3 ly 8 ạ. 3 ly 8 nha mấy anh. Ngọn to luôn ạ. Đấy. Cây này cái phôi cũng còn đẹp nè. Đến từ chính hãng Olympic nha. Một cây cần 3 phút ạ. Đánh gần bạc bãi nha. Đánh xong độ ok hết. Cây cần mã số 21 em bán với giá là 550k nha mấy anh. 550k cho cây cần này nhé. Chiều dài là 4m2 ạ. 550. Dạ rồi, cây cần kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại em ghim trên màn hình nha, hoặc là Zalo của em số 0344555188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo. Chào các anh.